Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Em có biết anh yêu em nhiều tới mức nào không? Dạ. Em có biết không hả Thanh Vân? Em biết chứ. Anh biết em chưa yêu anh nhiều như vậy, nhưng mà anh vẫn luôn hy vọng tấm chân tình của anh một ngày nào đó sẽ được em đáp lại. Em vẫn chưa yêu anh cũng không sao, anh có thể chờ đợi được. Anh chỉ mong một điều. Anh mong điều gì? Anh chỉ mong duy nhất một điều, em đừng bao giờ lừa dối anh. Anh sẽ đau khổ lắm nếu như anh biết được em không thật lòng với anh. Thanh Vân à, anh đặt trọn lòng tin vào em. Cuộc đời này khó nói trước điều gì lắm anh à. Anh cũng đừng nên tin tưởng em quá.